Trên vai anh khóc hòa, nhưng con đường anh đi rồi cũng có điện rồi đây. Ui giời, có điện rồi hả bác? Ui giời, ơm quý hóa quá, cảm ơn bác. Rồi ạ. À, nghe chú hát mà tôi thấy toát hết cả mồ hôi. May mà vừa có điện. Này, vừa rồi tôi thấy chú hát là như chưa từng có những phút đầu tiên giấu gương mặt trên vai anh khóc hòa. Giấu à? Này, con bé đấy nó cũng giỏi đấy. Sao? Nắng tháng 6 thế này mà gục đầu trên vai người yêu mà tôi nghĩ khóc òa là quá giỏi đấy. Chắc nó phải nghẹn ngào về cái bờ vai nhễ nhại chứ bố ai mà khóc òa đâu. Này, sao chú không nghe những hôm nào mát rời ấy? Mà hát, nắng nôi thế này chú hát, tôi thấy bực hết cả người. Này, nhớ người yêu thì người ta phải nhớ vào những lúc mà mặt hồ lăn tăn gợn sóng, lá vàng rơi xào xạc, con mai vàng ngơ ngác đạp trên lá mùa đông hoặc mùa thu gì đấy, người ta mới nhớ người yêu. Anh nhớ người yêu đúng không? Khổ quá bác. Em đâu được lãng mạn như thế. Chết. Em nhớ đây là nhớ cốc bia hơi của con mụ Thuận béo đầu phố cái kia. Bác bảo trời nóng thế này, làm xong về làm đôi cốc, về nhà ăn cơm với vợ, tuyệt vời không? Chết chết, nắng nôi thế này mà có vại bia hơi thì nhất rồi còn gì nữa. Vâng. Đấy, mà không hiểu sao mới đầu mùa mà sao nó nóng thế nhỉ? Nóng thế mà lại cắt điện suốt, mà chờ mãi mới có điện, mà nóng. Ủa, quạt đây đâu rồi? Bác ơi. Hả? Bạn bác à? Không phải chú ạ. Bạn chú hay sao ấy? Không, em chân lấm tay bùn thế này làm sao được quen được đẳng cấp như thế kia. Này, bóng mượt chứ. Ừ, bạn chú tôi biết, mà bạn tôi là chú cũng phải biết. Đấy. Mà sao không bạn tôi không bạn chú mà nó vào đây nó cướp cái quạt, nó ngồi hồn nhiên như ông tiên thế nhỉ? Tự nhiên như không. Ừ, này chú sang chú xem là ai cái. Bác ơi. Hả? Em sợ là chắc là nóng quá vì thần kinh rồi kìa. Đấy 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 đấy. Ừ, đấy đấy nói đấy. Là mầm, nói là bò đầu bứt tai kìa. Tôi chết rồi. Này này, nắng thế này có nhiều trường hợp là ngã ngửa ra, mắt trợn ngược rồi, sùi bọt mép, khu mình vừa rồi cấp cứu khối rồi đấy. Có khi ông này cũng nằm một trong số thành phần như thế đấy. Ngạp 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 ngạp. Úi giời. Úi bọt mép chuẩn bị sùi đấy kìa. Thôi chết rồi. Chú ra xem, chú ra xem. Chú ra xem, chú ra xem. Thôi bác ạ. Sao? Em cứ thấy kinh kinh như nào. Các cụ bảo là chó dại thì có mùa nhưng mà người dại thì quanh năm. Nhỡ ra đấy nó đớp cho một cái rồi về không biết làm nào mà tiêm đâu. Nhưng mà tướng này tôi nghĩ hiền lành trắng trẻo phô pháp, không phải cái tướng kiểu ma điên cắn người đâu. À, chú cứ ra xem là thế nào cái. À, từ từ nhá, từ từ nhẹ nhàng, từ từ. Này, cái gì đấy? Làm sao đấy? Ừ, sao lại ra đây ngồi lẩm bẩm rồi vò đầu bứt tai thế? Kinh khủng. Quá kinh khủng. Khổ. Này, nóng quá rồi thần kinh đúng không? Ừ. Này, thế nhà anh có ai bị nữa không? Vợ anh, chó anh có bị dại không? Này, chó anh hay ở nhà, vợ bị dại mà lại ra đây thế hả? Này, bị điên à? Ờ. Vợ, chó sống bình thường, sống nguyên. À, nhờ ngồi nhờ hai anh tí. À, thế ra là anh ra đây ngồi nhờ. Vâng. Anh có biết từ sáng giờ chúng tôi mất điện cả buổi sáng. Có tí quạt, vừa bàn công chuyện, anh ra anh ngồi anh ngự. Lưng anh như cái buồm ấy, anh ngồi đấy làm sao mà chúng tôi chịu được. Ngồi nhờ thì bảo ngồi nhờ, cái lầm ba lầm bầm. Sao nó cơ quan mất điện này sao không ngồi nhà cho nó mát, hay kiếm chỗ nào đàng hoàng cho nó ngồi. Ra đây cướp quản của hai ông ngồi vỉa hè làm cái gì? Không, chả là thế này. Cơ quan tôi bị cắt điện luân phiên. Thế nên là không có quạt, không có điều hòa, cũng không có máy tính nên tất cả anh em đang tản mát đi tìm chỗ nào ngồi ẩn nấp. Kém thế. Ừ. Mấy ông cũng cắt điện cơ quan, người ta chui vào quán cà phê kìa, hàng internet kìa, có cả wifi, người ta lên mạng ầm ầm như kìa, chú lại ra đây ngồi làm cái gì? Từ sáng ngồi hai hàng cà phê rồi. Ngồi hai hàng cà phê. Thế sao không ngồi luôn ở đấy đi, lại còn ngồi ra đây? Ngồi luôn đấy thì lang thang ra ngoài đường làm gì? Thế anh không hiểu thế nào là cắt điện luân phiên à? Buổi sáng cửa hàng nhà anh có điện, đúng không? Hay là mất điện, bên kia nó có. Thì tôi sang bên kia ngồi hàng cà phê, mua một chai nước với lại ít báo vào ngồi đang đọc uống hết gần 1/3 chai, lại có lại bên này có điện, bên kia lại mất. À, thế là ra đây ngồi nhờ anh tí
đúng là cái năm nay tôi lạc vào cung thiên di khổ quá, đi lại suốt. À thế là cắt điện luân phiên là ông người cũng mà lại phải chạy luân phiên gì? Vâng vâng. Nhưng mà làm gì có chuyện có cơ quan nhà nước nào cắt điện cả ngày. À cắt điện cả ngày thì làm ăn cái kiểu gì? Thế anh không, anh phải hiểu rằng là cơ quan tôi là bên hộ kinh doanh, là hộ sản xuất, thế nên là không phải như hộ sinh hoạt các anh. Một ngày là cơ quan tôi cắt đủ 8 tiếng, hết giờ làm việc thì lại có điện. Ông nói vô lý bỏ sử được. Cơ quan cắt điện cả 8 tiếng, thế xong đến lúc mà cán bộ công nhân viên đi về hết rồi, lúc bây giờ có điện thì để làm cái gì? Ê, làm lấy. Chú không biết à? Mình là dùng điện ít cho nên người ta cắt ít thôi. Chứ còn các ông này sản xuất kinh doanh dùng điện nhiều, người ta cắt nhiều. Cắt điện bây giờ cũng phải cắt ra tấm ra miếng, chứ không phải là cắt ra kiểu vớ vẩn như thế thì làm sao gọi là cắt điện luân phiên có hiệu quả được. À tức là mình dùng điện sinh hoạt, mình dùng ít thì người ta cắt ít thôi. Đúng rồi. À cắt những cái chỗ nào nó to ấy đúng không? Ừ. Mà này, ông vừa nói là cơ quan ông cắt điện cả 8 tiếng. Thì ông nghỉ cả 8 tiếng mà không làm việc sao ông không về nhà mà nghỉ cho nó khỏe, cứ vật vờ ngoài đường hay làm gì? Ừ. Anh đúng cá thể chả hiểu gì bây. Cảm ơn anh, nguyên tắc nhà nước. Nhà nước ấy mà mất điện ấy thì cứ vật vờ lượn lờ trong cái vòng bán kính vài km gần cơ quan, sếp hò phát phải có mặt ngay. Chứ lúc mà sếp gọi mà không đến luôn, tôi đi nghỉ thế này lang thang này, anh em vật vờ đấy, cơ quan tôi anh em phòng tổ chức kìa, toàn bộ đến góc này toàn bộ anh em thế thôi, nhưng mà vẫn có lương phụ cấp đầy đủ. Ủa? À không làm gì vẫn có lương, không làm vẫn có lương. À này, hỏi thật nhá, thêm một tháng giờ bắt được bao nhiêu tiền lương? Lương được cán bộ nhà nước ít lắm. Bao nhiêu tháng? Hơn 5 triệu. Ui dồi ôi, khiếp, bằng 5 tháng 2 thằng tôi ngoài vỉa hè đấy. Thế là yếu đấy. Ui thế à? Thế là này, nhẩm đi nhẩm lại là cũng phải được 200.000 một ngày đấy chứ ít à? Đúng rồi, quán quán đấy. Thế cơ quan anh có đông không? Trước đông vui lắm. Đợt vừa rồi tự nhiên lại tinh giản biên chế, đâm ra là đang từ 1.000 xuống còn có 500 anh em. 500, tức là mất điện thế này là có khoảng 500 người cứ đi loanh quanh như anh. Đấy đấy, như những bóng ma vật vờ toàn anh em ấy. Này, chú Bơm này, tính là như thế nhá, mà một ngày cắt điện luân phiên như vậy là cơ quan của ông này phải trả 100 triệu ấy chứ ít à? Mất toi cả 100 triệu rồi còn gì nữa. Thế tôi phải đầu tư chứ, dễ thường lại bỏ không đi đâu. Đầu tư cái gì? Đây này, mua cái chai nước này ở bên hàng cà phê máy lạnh giá cắt cổ nhá. Thế rồi là mua đống báo này, báo ngày đọc xong chiều vứt làm gì? Ôi giời, thôi ông. Ông đầu tư cái gì? Đầu tư chai nước, đầu tư cái gì hả? Tôi nói ông ấy, kể cả là cắt cổ hay là cắt cái gì đi chăng nữa thì chai nước này tính ông cùng lắm là 50.000 đi. Tôi cho 50 đi. Bây giờ cả thêm cái đống báo này nữa nhá. Nào, ông là bao nhiêu? Thế mà trong khi đó nhà nước trả cho ông 200.000 một ngày nhá, để ông chỉ việc là cầm chai nước xong rồi là đi tìm cái chỗ bóng mát để mà ngồi. Ông lãi quá rồi còn kêu. Tôi có muốn thế đâu. Mất điện mà. Mất điện tất cả mà anh em nghỉ làm gì? Tôi nghĩ rồi. Chung quy tóm lại là chỉ có những cơ quan lớn thôi, những doanh nghiệp lớn người ta thiệt thòi thôi, mà tóm lại là nhà nước thiệt thòi. Chú ạ, cái gì nữa? Chứ như cái cơ quan lớn như cơ quan của ông này, đúng không? 10 ngày cắt điện luân phiên trong một tháng, nhà nước mất toi tỷ rồi. Đúng rồi. Mà trong khi đó mất tiền mà lại không làm ăn gì cả. Đấy là việc của nhà nước, tầm vĩ mô. Bây giờ hay thôi thì tranh thủ đứng che hết cả quạt cái gì. Ngồi đây tí nói chuyện cho vui. Ngồi bàn chuyện thế sự tí nhá. Rồi. Tôi đọc báo ấy, tôi thấy là đất nước mình mà tăng trưởng kinh tế dữ dội lắm, mà sao lại cứ đi quay ra là cúp điện chín bia như thế nhỉ? Thế mà cũng bảo là mình là cán bộ, chú biết một mà lại không biết 10. Tăng trưởng kinh tế 1 ý, thì tổng sản lượng điện cũng phải tăng 2 thì mới đáp ứng đủ nhu cầu. Tổng sản lượng điện tăng 2, thế nhưng nghe bảo là nhiều nhà máy thủy điện lắm rồi đúng không? Vâng, mà năm nào cũng thế là khởi công nhà máy điện cơ mà. Đấy, nhưng mà mỗi năm một nhà máy thủy điện là khởi công, nhưng mà lại xây dựng phải 4-5 năm, thậm chí 10 năm mới xong một nhà máy thủy điện. Bác nói thế nào chứ xây có cái nhà máy thủy điện làm gì mà lâu thế? Lâu chứ gì? Bây giờ nhá, khoanh đất để làm thủy điện nhá, thì tất cả mọi người phải xúm nhau vào để khai thác rừng đầu nguồn tận thu trong 2-3 năm, lấy tiền lấy làm kế hoạch nhá. Sau đó lại còn làm đường đắp đập 4-5 năm là cái chắc. Mà anh ạ, tăng trưởng kinh tế thì được 1 năm, nhưng mà 2-3 năm sau mới có điện. Tăng trưởng 2 năm thì lên 6 năm sau mới có điện, luôn là cứ đuổi theo hụt hơi thôi. Thế thì cũng phải có một cái biện pháp gì đấy chứ, chẳng nhẽ trong 10 năm đấy là không có điện dùng à? Có biện pháp gì chứ? Có biện pháp chứ. Biện pháp gì? Vẫn có biện pháp đấy. Chú cũng thấy người ta dùng môn võ cổ truyền, tức là cắt điện luân phiên từ thời chiến tranh đến thời bao cấp, cứ thế mà dùng đến nay vẫn có hiệu quả. Thời buổi công nghệ cao mà cứ dùng cái môn võ cổ truyền là cắt điện luân phiên để mà tăng trưởng kinh tế thì độc đáo thật. Ấy ấy. Nhất quả đất ấy. Thì chú này
đọc một mà lại không biết 10. Này nhá, có những địa phương ấy, có những đơn vị người ta còn cho dùng điện theo định mức cơ đấy. Định mức là thế nào? Ở này, năm trước mà dùng quá định mức nhá, sang năm phải cắt bù để trả nợ. Bác nói thế nào thì làm gì có kiểu là cắt điện trả nợ chứ bao giờ. Đó kìa, cứ bình thường như người đi đường thôi. Có vay có trả mà, làm có lương, linh trang có suất mà. Nhưng mà này lạ thật đấy nhỉ. Sao địa phương nào cũng có một nhà máy thủy điện riêng mà cuối cùng cứ phải đi vay mới trả cho nó nhiêu khê nhỉ? Ấy chết, lại đọc một mà không hiểu 10. Có những địa phương có thể sản xuất ra 100 MW điện đưa lên mạng lưới điện quốc gia nhưng chỉ được dùng 10 MW thôi, là bởi vì họ cũng chịu cảnh cắt điện luân phiên. Lúc nào nghe thấy cái câu cắt điện luân phiên nó như cái câu cửa miệng, nghe mà nẫu hết cả ruột. Có cái gì đâu mà nẫu ruột, đã bảo là chú cứ bình thường như người đi đường, chả biết gì phải buồn rầu cả. Ít ra thì bây giờ cũng phải có một cái biện pháp nào đấy chứ, mà lại cứ nhè đúng cái lúc mà nắng nóng ra để mà cắt. Này, thế chú không biết đọc báo à? Chú không biết à? Muốn có điện thì hồ phải đầy nước. Đúng rồi. Hồ bây giờ mùa hè cạn khô, đấy đâu ra nước, lấy đâu ra điện. Thế tại sao cái lúc mà có nước mưa ào sấm chớp đùng đùng ấy, sao không tích, sao không tích nước đầy vào để mà lúc hạn hán thì bỏ ra mà dùng? Như kiểu là nhà mình tiền cho vào tủ ấy, nhé. Lúc nào mà đuối quá thì là giáp hạt thì mang ra mà tiêu. Đúng rồi. Như nhà chú, trước đây có hai vợ chồng dùng cái phi 200 lít có khi hàng tuần mới hết. Bây giờ ba đứa con thỉnh thoảng lại có người quê lên chơi, thế là chú dùng có khi một ngày chú dùng hết 200 lít. À, thế thì bây giờ tôi đọc báo thế bảo là sóc có lũ tiểu mãn, cứ yên tâm mà dùng. Đúng rồi, nước sắp về thủy điện đầy ra. Này, muốn tích được nước ý còn phải xếp hàng không ạ? Xếp hàng nước là lũ là do thiên nhiên, bác cứ làm như là xếp hàng lấy nước như cái thời bao cấp. Không xem à, không nghiên cứu à? Mình là ở hạ nguồn, muốn hồ của mình có nước ý thì phải chờ các anh ở trên thượng nguồn ấy, các anh tích đủ nước, thế còn hạt nào lại mình mới tích. Thế còn phải chờ lâu không ạ? Anh mình tên là Phô. À, anh Phô. À, thực ra thì tôi không phải tên là Phô đâu, nhưng mà ở đây mọi người cứ gọi tên là Phô cho nên là chú cứ gọi tôi là Phô cũng được. Còn phải chờ nước lâu không ạ anh Phô? Thì chúng ta cứ phải chờ từ tiểu mãn này sang đại mãn sẽ có nước thôi. Đấy, đúng rồi, đại mãn thì là đầy nước là thoải mái. Nhưng mà lại phải tích điện lại để chuẩn bị phòng chống bão lũ, lại cắt. Đúng. Chính xác. Không có nước cũng cắt điện luân phiên, mà có đầy nước cũng lại phải cắt để trong phòng chống bão lũ. Đúng rồi. Này, thậm chí là cắt điện còn để bảo dưỡng đường dây của ngành điện để cho mùa bão lũ sang năm. Không có điện cũng phải cắt luân phiên, mà có điện có đủ nước cũng phải cắt điện luân phiên. Sao cái lúc mát thì không cắt lại cái nhà lúc nắng nóng thì cắt nhỉ? Chú này nói hay nhỉ, ngành điện người ta đã có cái biểu đồ cắt điện từ đầu năm rồi cơ. Chứ có đâu có phải là bây giờ người ta định ngày nào người ta mới cắt. Người ta biết đâu được ngày nào nóng, ngày nào nắng người ta cắt. Đúng rồi. Đến cái ông nhà khí tượng kia cũng không biết là ngày nào nắng, ngày nào nóng để mà báo. Đấy, bão nhỏ ông cứ báo là bão to cho dân lo là vừa. Tức là tóm lại là không còn một cái biện pháp nào khác ngoài cái món võ cổ truyền là cắt điện luân phiên quanh năm à? Có chứ. Cái gì? Họ sẽ bỏ cắt điện luân phiên quanh năm, họ sẽ chuyển sang là cắt điện luân phiên triền miên. Tôi chết rồi. Trừ 3 ngày Tết. Mưa lại cắt điện. Mưa cũng cắt, nắng cũng cắt. Trời ơi, mất điện rồi. Thôi, xin phép hai bác. Ô, em lại đi. Đấy, mưa gió thế này mà ông ấy vẫn tiếp tục công cuộc đi tìm điện luân phiên đấy. Này, chỗ nào có bảo anh em tôi một câu nhá, sang ngồi cho nó mát.